làm một cái bộ khung hình mái nhà. Thế là xong rồi, chắc chắn rồi đấy. Quá là chắc chắn luôn rồi. Bây giờ bắt đầu phủ cái mái này nữa lên là xong thôi. Wow, cậu làm cái gì thế? Nhìn trông giống một ngôi nhà quá. Cậu định cắm trại ở đây à? Đúng rồi, tớ ra đây á, tớ dựng một cái túp lều để cắm trại đây đấy cậu ơi. Bây giờ nha, sẽ phủ lên thế này này. Wow, cậu làm cái lều này đẹp thật đấy. Hay cậu cho tớ cắm trại cùng với hai người ngồi trong này có được không? Cậu chơi chung với á? Từ cậu biết không, từ sáng đến giờ tớ phải làm cái lều này á, bao nhiêu công đấy, công đóng cái cọc này, công dựng cái mái này, xong rồi bây giờ là công đi công buộc cái lều này đấy, làm sao mà cho dễ dàng như thế được. Cái lều này của tớ đây này, cậu vào đây mà xem. Đây này, tớ chui vào đây nhá. Đấy, cậu nhìn xem cái lều này của tớ nó bé như thế này, hai người ngồi vào thì chật nắng không ngồi được đâu. Cái này á chỉ có mỗi mình tớ ngồi đây, xong rồi là che mưa che nắng, xong rồi mang đồ ăn ra đây để ăn thôi, chứ cho cậu vào nữa thì làm gì còn chỗ mà đặt đồ ăn nữa. Đâu, cậu lùi ra để cho tớ thử chui một phát xem nào. Cái lều này đẹp thật đấy. Đẹp không? Wow. Mà tớ ơi, khi mà mình làm ra ấy, chân với cả đầu lại bị thò ra ngoài như thế này, như thế này thì không ổn rồi. Thì đấy, tớ đã bảo cậu rồi mà, cái lều này của tớ làm chỉ đủ cho một mình tớ ngồi ở bên trong thôi, chứ không ai ngồi được nữa đâu. Thế nên là cậu đi chỗ khác chơi đi nhá, để tớ còn ở đây cắm trại. Cái chỗ cắm trại của anh Nhím xấu, lẽ còn đây cất bờ. Chỗ này của mình mẹ đẹp này, có khu nước này, có công viên cây xanh này, cắm trại ở đây hợp lý đấy. Không cho chị chơi với cái lều này của em mỏng lắm, nhẹ lắm. Đây là chị nhìn này, mỏng dính luôn. Giờ mà hai người ở ổ quậy một lúc thì nó tắt mất. Nên chị khó ở ngoài đi. Chịu khó ở ngoài á? Bạn Nhím cũng không cho mình chơi lều, em Cam cũng không cho mình chơi lều cùng. Em Cam không cho chị chơi, đã thế chị cũng đi về chị kiếm lều. Chị cũng sẽ kiếm một cái lều ăn to đẹp hơn của em Cam với cả bạn Nhím. Ui ôi, sao lại có sấm sét thế nhỉ? Hình như đang có cơn mưa đến. Làm thế nào bây giờ nhỉ? Mình phải chui ngay vào cái lều của mình thôi. Mưa rồi. Ui, gió to quá. Vừa mưa vừa gió. May là mình có cái lều này đấy. Rồi, mình phải tìm chỗ trú khác thôi. Mưa tạnh rồi. Mình sẽ lên mua hôn gạch này để đi ra nào. Cái leo của mình đâu rồi? Leo ơi. Bye.
mưa tạnh rồi. Thế nhưng mà cái lều của mình cũng ướt sũng hết rồi. Bây giờ làm sao mà ở bên trong này được nữa? Em làm sao thế? Sao em cũng lại chạy vào đây? Lều của em bị bay mất á? Có phải là vừa nãy gió to quá nó thổi lều của em bay không? Ui giời ơi, lều của anh như này mưa to quá cũng ướt hết rồi. Ướt rồi từ bên trong mà ướt hết cả người anh. May mà anh chạy ra kịp đấy. Tớ phải chờ tạnh mưa xong tớ mới dán ra ngoài này đấy. Các cậu không ai cho tớ chơi lều cùng, thế là tớ về nhà tớ sắm hẳn một cái lều khác. Ui, cậu làm đổ cả cái lều của tớ rồi đây này. Cái lều này nó nặng quá thôi ạ. Bác xuống đi bình. Đây này, trong cái bọc đen này của tớ là một cái lều to, xịn sò. Kể cả mưa to, mưa bão, mưa đá không bao giờ bị làm sao cả. Nhưng mà lều của tớ với lều của em Cam, một cái thì hỏng hết rồi, một cái thì bị bay xuống hồ chìm mất rồi. Bọn tớ làm gì còn cái gì chơi đâu. Thôi, bọn tớ đi về đây. Cậu ở đây, cậu bắn chạy ở mình nha. Ấy, từ, đừng về. Tớ mang cái lều ra để rủ các cậu chơi cùng đấy. Lều này của tớ to lắm, 6 người chui vào đây còn vừa nữa cơ mà. Chứ không như lều của cậu với cả em Cam đâu. Lều thì bé quá không vào được, lều thì mỏng manh, gió thổi cái là bay mất. Lều này của tớ á, gió to thoải mái cũng không thổi bay được. Thật á, cậu có cái lều xịn xò thế á? Ừ. Này cháu ơi, thế thì bọn mình ở đây mở cái lều này ra xem thế nào đi. Đâu, để tớ thử xem nào. Cậu cắt cẩn thận nhá, không cắt vào cái bạt lều của tớ đấy. Hỏng lều là cái bất đền đấy. Yên tâm, tớ thậm chí đến mức hậu đậu như thế. Cam cứ ngồi xuống đấy chờ anh để anh mở cái lều này ra. Lớp thứ hai này. Cái lều này họ bọc chắc chắn thật đấy. Đúng là lều xịn chả có khác. Wow. Cái gì đấy? Trông như một cái ba lô luôn này cậu ơi. Đây này, nó gấp vào thành một cái ba lô luôn này. Đấy là túi đựng của nó đấy. Mở ra xem nào. Không sợ đâu. Cái này nó không bung như cái lều của em Cam đâu. Mà lều này á, chúng mình phải dựng lên. Phải dựng từ các cái thanh ý. Nó còn có cả dây dù lớp chốt này cậu ơi. Các cái dây này để ghim xuống dưới đất để cho nó không bị bay đúng không? Không bị gió bay như lều của em Cam đúng không? Để gọn ra đây này. Ở đây có một tờ hướng dẫn sử dụng này. Đấy, chỉ việc cầm cái này nhấc lên là xong này. Amazing. Đơn giản thật đấy. Đây, đặt ra đây này. Duỗi ra này. Xòe ra bốn góc cậu ơi. Xòe ra bốn góc. Đấy. Xong thế nào? Xe hết ra đã. Ui, cái lều này to nhầy. Lều này á, tao đã bảo 6 người chui vào cũng vừa mà. Xong rồi mình nhấc cái này lên là tự nó sẽ bung ra đấy. Wow. Wow. To chưa? Một cái lều khổng lồ luôn. Dãi hết cho cái chân này ra nào. Sổ. Cái cửa sổ này của tớ cũng có cái chống muỗi giống của em Cam đây này. Nằm ở trong này thì côn trùng sẽ không chui vào đây để đốt chúng mình được. Thế này nha, nếu như mình thích sáng mình có thể treo lên như này các cậu ơi. Nó như một cái cửa sổ ấy, cái đấy chính là cái rèm đấy. Cái cửa sổ đấy không phải quấn như cậu đâu, mà quấn gọn lên như thế này này. Đấy, sau đấy bên dưới này nó có một cái đai này, các cậu để ý không? À. Có hai cái đai này, mình sẽ dùng hai cái đai này kéo nó lên, xong móc vào đây. Đấy. Để lấy được sáng tối đa cho cái lều bên trong. Móc vào. Bọn mình sẽ kéo căng hết bốn cái chân lều này ra này. Đóng. Sau đó đóng cái thanh giữ này xuống. Như thế này á, gió không bao giờ nó có thể thổi bay được lều của bọn mình các cậu ơi. Đúng rồi, như thế này thì lều chúng mình sẽ rất chắc chắn. Đấy, em Cam đừng đạp chân vào đây, bẩn lều của chị. Trong cái túi này còn có bốn cái thanh nữa và một cái tấm bạt buông như thế này để làm gì cậu nhỉ? Cái bạt này ấy, tớ xem này, ở bên trong là người ta sẽ che cái mái này lên cậu ơi. Đây này. À, bởi vì cái mái này nó đang bị thủng đúng không? Đúng rồi, mái này cũng là mái bằng lưới để lấy sáng đấy. Nếu như lúc nào mình thấy nắng quá thì mình sẽ lấy cái bạt này để mình che lên này. Hoặc là trời mưa mình che để cho nó đỡ bị dột. Đúng sau rồi. Đó nó móc vào đâu? Móc vào đây, ở đây có những cái móc sẵn như này đấy. À. Thôi. Hay ghê. Bốn móc bốn bên. Tớ mua mà tớ vẫn còn chưa xem video cách sử dụng như thế nào ấy. Đấy.
còn mấy cái thanh này à? Mấy cái thanh này thì sẽ để làm cửa các ông ơi. Cửa? Để làm mái của cửa đúng không? Đây. Hai cái thanh đấy lắp vào nhau hả cậu? Hai cái ống này sẽ lắp vào nhau như này cậu ơi. Đấy, mình sẽ được một cái thanh dài và ở dưới cái đầu này này nó cũng có đầu nhọn để mình cắm xuống đất cậu ơi. Đây. À, làm mái bằng cái đấy á? Đúng rồi, còn mình sẽ làm cái mái xe. Bọn mình sẽ kết hợp trống và dây. Kéo cuộn dây ra này. Ui, ui dài, dài vậy. Mình sẽ lấy một cái thôi. Sau đó sẽ móc vào đây. Rồi. Cướm chỗ này là vừa này. Sẽ đóng một cái đinh xuống đây để buộc dây cho nó to ạ. Rồi. Cả bên này nữa. Rồi đấy các cậu ơi, bây giờ chiếc lều của mình đã hoàn thành rồi. Wow. Lều to quá, rộng quá, em cam chui vào trong đi. Nào, chui vào thôi nào. Ui, thích thật đấy. Này các cậu ơi, nhìn này, một cái nhà thật là rộng. Đây này, cam nằm ra đây. Cái lều này còn dài hơn cả chiều dài của tớ luôn. Nằm ngủ thoải mái luôn các cậu ơi. Không sao bị cực chân, không sao thỏ cái chân ra như cái lều đấy của tớ các cậu ạ. Thế thì cái lều này từ bên ngoài đẹp lắm các cậu ạ. Đúng là không bỏ công, tớ săn, tớ mua được đấy. Wow, nhìn này, ba người ngồi vào trong một cái lều này thôi nhưng mà vẫn thấy là cái lều này rất là rộng. Thì tớ đọc, tớ thấy bảo là cái lều này cho những 6 người cơ mà. Đây này cậu ơi, cái chân lều nhá, nó làm bằng vải bạc này, xong nó cong lên như này. Nếu ở ngoài có bị ngập một chút nước ấy, không thể vào được cái lều này của mình. Lều này thì có 5 giờ sáu, có thổi bay. Đúng rồi, gió thổi bay làm sao được. Bây giờ bọn mình ở trong lều rồi, cắm chạy xuống đây thôi, ăn uống thôi. Ôi cậu ơi, vừa lúc nãy vào, tớ quên chưa đóng cửa lại. Bây giờ nhìn xung quanh chúng mình xem. Ui, bao nhiêu các con muỗi này. Em Khang ơi, bây giờ chúng mình phải đuổi muỗi ra khỏi cái lều này đi. Muỗi bay ra đi, muỗi bay ra đi. Muỗi bay ra hết rồi đấy cậu ơi. Để tớ mở cửa ra cho muỗi bay ra nhá. Wow, các con muỗi bay hết rồi. Bây giờ chị hiểu. Đóng cửa lại đi. Đóng cửa lại nào. Đấy. Như thế này thì sẽ không có một con muỗi nào chui vào đây được nữa. Đúng rồi, muỗi, côn trùng hay là các con rắn rết đều không thể vào đây được. Mà mình yên tâm ở đây thôi. Đâu đây, chị thử mở cái bánh này của em Cam ra nhá, xem bên trong nó là gì. Wow, nhìn hấp dẫn ghê đấy. Nó có chỗ mở không? Có. À, đây đây đây. Đấy. Tên 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 tên. Wow. Kẹo em Cam mua. Cậu nhìn cậu liên tưởng đến gì không? Kiểu như là ở quán pizza ấy. Có cả pizza nhá, có cả khoai tây chiên nhá, có cả Coca-Cola nhá, có cả hamburger nhá. Ui, cậu giới thiệu lâu quá. Tớ khát nước. Tớ lấy cái kẹo Coca-Cola này này. Wow, nó có hình một chai Coca-Cola luôn. Mở ra. Các cậu ơi, một wow. Chai Coca-Cola xong lại còn có cả màu nâu nâu y như thật luôn. Có cả mùi Coca-Cola luôn cậu ạ. Hả? À, vị kẹo dẻo đúng không? Đúng rồi. Em ăn kẹo pizza. À, ăn pizza. Em Cam thử bóc pizza ra xem bên trong pizza có mấy miếng. Bóc được không? Để đây để anh giúp đỡ cho. Đẩy nó ra phía dưới này này. Cứ từ từ đây. Sau đó nó có một lớp màng giấy bóng ở trên. Ui, nó như là thạch ấy các cậu ạ. Cái gì là thạch? Cái giấy bóng này như kiểu là thạch ấy. Nên là mình phải bóc cái giấy bóng này ra. Đấy. Đây phải quẻ tay mới bóc được. Đúng rồi. Được rồi. Đấy. Miếng pizza của em Cam đấy. Wow. Pizza vị hoa quả. À, cho anh một miếng à. Wow, em Cam đây thảo ghê. Kẹo này dẻo. Dẻo hơn kẹo kia con. Ăn vị thơm thơm, chua chua ngọt ngọt. Em mời chị Chan. Ui, chị cảm ơn em Cam. Nhìn này, miếng pizza vị hoa quả. Thơm, ngon. Bình thường tớ thích ăn khoai tây chiên lắm. Tớ không nghĩ là kẹo người ta cũng làm kiểu dạng như là khoai tây chiên như này đâu. Để tớ thử mở cái này ra ăn xem có giống vị khoai tây chiên mà mọi khi tớ hay ăn không nhá. Nhìn này, wow, lại còn có cả túi nhá. Này, khoai tây chiên này. Ngon lắm cậu ơi. Khoai tây chiên này ăn ngon hơn cái pizza hồi nãy của em Cam. Ăn là có
chua chua, ngọt ngọt, thanh thanh, lại còn thơm nữa. Còn ba cái kẹo này nữa, nhưng mà tớ nghĩ là bọn mình sẽ để dành để đến trưa rồi ăn sau các bạn. Nhưng mà để dành ở đâu nhỉ cậu nhỉ? Để dành ở đây, tớ mua cái lều này nó còn tích hợp sẵn cả cái chỗ để đồ cơ. Đây này, đây. À, cái lều xịn nhỉ. Đây nhá, các cái phần bánh mà mình ăn không hết ý, hoặc là nói chung là cái đồ ăn gì cũng được, ăn không hết thì mình sẽ cho vào đây mình cất đi. Đúng rồi, mình để gọn vào đấy. Gọn gàng trong này, xong sau đó là chúng mình sẽ nằm nghỉ trưa thôi. Cái lều này đúng là xịn thật đấy. Này, cái Trang ơi, cậu mua cái lều này mi bao nhiêu tiền đấy? Lều này là lều dành cho từ 4 đến 6 người, cỡ lớn đấy, tớ mua với giá 850.000 thôi. Wow, thế thì hôm nào tớ phải về, tớ cũng mua một cái như này để tớ đi picnic với cả gia đình tớ cơ. Em cũng thế.